Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng. Sau rất nhiều ngày tháng, cuối cùng chúng ta đã được có cơ hội gặp lại nhau. Thì hôm nay tiếp tục sẽ là series smartphone giá rẻ, flagship cũ chỉ tầm giá 3 triệu đồng mà thôi. Với những mẫu máy mình đã gửi đến các bạn, ví dụ như HTC U11 này, sau đó là Motorola Z24 hay Essential Phone. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một cái mẫu máy mà được rất nhiều anh em quan tâm từ tận năm ngoái đến năm nay mà mình mới có cơ hội để gửi đến các bạn. Đó chính là LG V30. Và đây là một cái mẫu máy mà mình tốn cực kỳ nhiều thời gian trải nghiệm với rất nhiều những cái bộ phim Nhật, Hàn, sau đó là hentai, adult v.v. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến bạn bài đánh giá hiệu năng của em cũng như là đánh giá những cái trải nghiệm của mình của em LG V30 này nhá. Vậy hãy các bạn nhớ đón xem nhá, xem kỹ vào. Với những cái mẫu flagship cũ ấy, thì hiệu năng là một trong những cái điều mà em quan tâm nhất đúng không? Với con chip Snapdragon 835 ấy, thì ở thời điểm hiện tại LG V30 vẫn có những cái điểm mạnh đứt hơn so với những con chip tầm trung đầu 6 hoặc đầu 7. Cụ thể với PUBG Mobile thì mức cấu hình tối đa các bạn có thể đặt được lên mức cao và HDR. Còn với Liên Quân Mobile ấy, thì các bạn có thể chơi ở mức FPS cao và cài đặt những cái phần như kiểu là siêu cao, hình HD, chi tiết cao v.v. Tất nhiên là cái vấn đề chúng ta quan tâm nhất vẫn là tính ổn định của game. Cá nhân mình thấy rằng ấy, thì với PUBG Mobile và Liên Quân thì đều có những hiện tượng gọi là tụt FPS và không giữ được đều như kiểu HTC U11. Tuy nhiên FPS nếu các bạn để mức max cấu hình ấy, thì chơi nó sẽ nhảy khoảng tầm trong tầm từ 45 cho đến 55 FPS khi mà các bạn chơi lâu. Vậy nên lời khuyên cho các bạn đó chính là khi mà chơi PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, hãy hạ mức cấu hình xuống thấp một chút để đảm bảo tính ổn định cũng như là máy không bị nóng lên quá nhiều trong thời gian chơi game. Và tất nhiên rồi, nếu mà các bạn muốn mua mẫu máy này ấy, thì các bạn có thể vào cái link mình để bên dưới phần mô tả nhé. Đây là một cái shop mà mình mới tham khảo được thì chất lượng hàng mình thấy là cũng khá là ổn đấy. Thấy khá là nhiều đánh giá 5 sao. Tuy nhiên ấy, thì các bạn phải nhớ check hàng thật kỹ khi mua nhá. Bởi vì tiền của mình mà, check thì mới đảm bảo được. Đó là về phần hiệu năng chơi game. Vậy còn màn hình thì sao? Một trong những yếu tố mà anh em rất nhiều quan tâm. Khi mà ở tầm giá 3 triệu chúng ta sẽ có một cái màn hình độ phân giải 2K cũng như một kích thước lớn với tỷ lệ là 18:9. Và cá nhân mình giá ở thời điểm hiện tại thì màn hình của LG V30 vẫn là một sự chọn tuyệt vời nếu mà các bạn đòi hỏi nhu cầu giải trí cũng như là hỗ trợ cho khả năng xem phim hay xem YouTube vân vân ở mức cao. Tất nhiên với một điều đó chính là với những mẫu flagship cũ như này chúng ta sẽ gặp phải một cái hiện tượng đó chính là lưu ảnh hay còn gọi chính xác là bóng mở ấy. Thì khi mua các bạn nhớ lưu ý kỹ cái điều này để tránh gặp phải những mẫu máy nó bị lưu ảnh quá là nặng và khó thể khắc phục được. Một điểm mình thích nữa trên LG V30 đó chính là nó vẫn có jack 3.5mm. Khi mà các bạn kết nối vào mình có thể sử dụng các tính năng như kiểu DTX, X3D Surround hay là Hi-Fi Quad vân vân. Nói chung là mình phát âm không chuẩn lắm đâu. Chính vậy mà các bạn đừng cố bắt bẻ mình bởi vì càng bắt bẻ thì càng ra lỗi thôi. LG V30 là cái mẫu máy hiếm hoi ra mắt vào thời điểm đó mà nó được trang bị ống kính góc rộng. Bởi vì sao? Thực tế là LG họ cái tầm nhìn xa trông rộng đã trang bị cái ống kính góc rộng từ những năm như kiểu là 2000 XX mà thời điểm ra mắt LG G5 rồi. Và đến thời điểm hiện tại ấy, thì mình thấy rằng cái cụm camera này nó vẫn đã làm tốt. Nói về cụm camera ấy, thì LG V30 là một cái mẫu máy có thể gọi là đi trước thời gian đi khi mà nó đã được tích hợp sẵn với cụm camera góc rộng với độ phân giải rất là cao. Khi mà so sánh với một loạt những cái mẫu smartphone ở thời điểm hiện tại, cái cụm camera góc rộng của nó chỉ có độ phân giải khoảng tầm 8 pixel thôi, trừ những mẫu flagship nhá. Ngoài cụm camera chính cũng như là camera góc rộng ở phía sau thì các bạn sẽ có thêm một cái camera selfie ở phía trước nữa. Tuy nhiên độ phân giải của nó chỉ là 50 pixel mà thôi. Và thực sự là mình không muốn nhắc đến cụm camera selfie của LG bởi vì sao? Thực sự là chất lượng của nó luôn ở cái mức tầm mà mình không thể là với đến được. Và mình càng chụp thì nó càng ra những ảnh nó giống như ảnh tranh sơn dầu vậy. Chính vậy mà mình sẽ chỉ nói tập trung vào cái cụm camera chính mà thôi nhá. Cá nhân mình giá thì camera góc rộng cũng như là camera chính của nó thì đều cho những bức ảnh về màu sắc cũng như là chi tiết vẫn rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Và nếu bạn là một người thích quay phim bằng smartphone ấy mà kinh phí hạn hẹp, không có tiền mua những mẫu máy như kiểu là Pro Max này, S20 Ultra thì các bạn hoàn toàn có thể lấy tiền mua em LG V30 này. Với cụm camera của LG V30 thì các bạn có thể khả năng quay video chỉnh tay cũng như là mình tin rằng chất lượng nó sẽ hơn hẳn mấy video như kiểu lộ ra. Không hiểu tại sao một điều đó chính là mấy ông để lộ video mặc dù toàn dùng iPhone 11, iPhone 12 các kiểu vân vân mà chất lượng video thực tế là rất hạn chế, toàn 360p, không hiểu tại sao luôn. Cuối cùng là về thời gian sử dụng pin ấy, thì mình nghĩ rằng LG V30 là một cái mẫu máy có một cái thiết kế nhỏ gọn, nhìn nó không quá dày đâu, nhưng mà cho một cái thời gian sử dụng pin thực sự là mình thấy ra là tốt. Thực ra cái điều này ấy, thì người ta đã nói từ khoảng tầm 3 năm về trước rồi. Ở cái thời điểm mẫu máy LG V30 này ra mắt, người ta đã khen gọi là pin con này ngon các kiểu con đại điều. Các bạn có thể xem lại những video đấy nhá, bởi vì mình nói lại bây giờ nó cũng hơi thừa đấy. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một điều nhá, đó chính là khi mà chúng ta mua máy cũ ấy thì cái viên pin chắc hẳn nó đã chai một phần rồi. Chính vì vậy các bạn nhớ cái bước đó chính là kiểm tra thật kỹ nhá, để tránh những cái mẫu máy mà pin thì nó cắm sạc phát lên 100% pin, nó sạc quá nhanh đúng không, hư cấu. Ngoài ra em LG V10 này, nó cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh 18W cũng như là công nghệ sạc không dây 10W. Và với cái thời gian on screen khoảng tầm 6 giờ ấy, thì mình nghĩ rằng việc trang bị sạc nhanh nó cũng tương đối hợp lý, đúng không? Chúng ta thể là dùng trong 6 tiếng này, xong lại cắm sạc vào, lại sạc tiếp thoải mái. Nói chung là rất nhiều lựa chọn cho anh em. Tóm lại mình thấy rằng LG V30 là một cái mẫu flagship cũ gọi là ngon trong cái tầm giá 3 triệu khi mà các bạn sẽ có những cái gì? Thứ nhất, chúng ta có màn hình tỷ lệ 18:9, nó không khiếm khuyết, hỗ trợ tốt cho khả năng chơi game. Mà quan trọng là các bạn vẫn sẽ có chip Snapdragon 835. Nó không hề yếu ở thời điểm hiện tại khi mà so sánh với những con chip như kiểu là đầu 6 hay đầu 7. Ngoài ra về khả năng giải trí con này cũng ok, màn hình 2K cho màu đen rất là sâu với tấm nền P-OLED của LG. Và chưa kể đó chính là nó hỗ trợ cái rắc 3.5mm mà cho khả năng gọi là đẩy âm thanh lên. Nói chung là chất lượng âm thanh tuyệt vời khi mà nghe tiếng gọi là đánh nhau, sau đó tiếng máy bay cất cánh phạch phạch phạch, nó rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Nói chung là mình giới thiệu nhanh vậy thôi. Còn nếu mà anh em muốn mua ấy, thì link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Đấy, anh em có thể gọi là đọc qua những cái feedback của khách hàng họ gửi để xem là có quyết định nên mua hay không. Nhưng mà mình thấy là chất lượng thì khá là ổn đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Nhớ bấm like cũng như là subscribe để ủng hộ Khôi Ngọng nhá. Mình sẽ còn ra nhiều video gọi là hay, hấp dẫn hơn và cho thêm nhiều muối hơn nữa, tránh những video nó quá là thiếu muối như cả lần trước. Bye bye.